Chào tất cả các anh em, lâu lắm rồi thì mình mới trở lại. Và cô người mẫu hôm nay mình mang đến cho anh em nó chính là một chiếc ổ cắm Xiaomi. Tại sao là Xiaomi thì cũng xin nói thêm là mình đã dùng cũng khá nhiều sản phẩm của Xiaomi rồi và mình thấy nó khá là ngon, bổ và rẻ. Thì thời gian vừa rồi Xiaomi đang giảm giá thành của những sản phẩm của họ rất là nhiều. Và mình thì có mới mua cho mẹ mình một cái điện thoại là Xiaomi Pro Note hay là cái gì đấy, mình không nhớ lắm nhưng mà cũng khá là tốt. Và hiện tại thì mình cũng đang dùng khá nhiều của sản phẩm của Xiaomi. Ví dụ như mình có tay chơi game của Mi này, mình có sạc của Xiaomi này, mình cũng mới mua 3-4 sợi cáp USB của Xiaomi nữa. Và hôm nay thì là ổ cắm Xiaomi, à mình còn có cả Mi Band này. Đấy, chiếc ổ cắm này thì tại sao lại mình mua ổ cắm này? Vì là mình thì có mỗi một cái củ sạc điện thoại để sạc thôi, nên là mình có mấy cái thiết bị cần sạc này ngơ, nên là nhiều lúc cứ phải chờ sạc xong này sạc cái kia, nên ra là rất là mất thời gian. Thế là mình thấy cái ổ cắm này thì nó thích hợp sẵn, có 3 cổng USB thì mình mua luôn. Thì mình mua xong mình cũng chưa kịp mở hộp đâu, thì mình mới chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, nhưng mà nhìn cái hộp nó rất là xịn các bạn ạ. Cái vỏ hộp này cũng xịn này, trước mặt thì có một cái logo của Xiaomi. Đằng sau nó thì là có những cái thông tin bằng tiếng Tàu, thì mình đọc cho anh em thôi chứ mình tự quay là mình không focus được vào đây. Thì cái này họ ghi là tiếng Tàu luôn, nhưng mà mình cũng dự đoán là đây là có 3 cổng USB này. Thế và có cái mỗi một cổng USB thì có cái nguồn ra là 2,1A và tổng cho cả 3 cái này thì là 3,1A. Thì cái này thì mình thấy được review là nó có tự điều chỉnh mạch cho những cái thiết bị sạc của mình ấy, nó rất là xịn. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp nó cho anh em xem. Vâng, còn mới nguyên nhé, rất là đẹp anh em ạ. Đây, bỏ túi ni lông ra, đây thì là nguyên đai nguyên kiện của em nó là như thế này. Ở đây có một cái phiếu thì mình đoán là phiếu bảo hành hoặc là hướng sử dụng gì đấy, nhưng mà nó toàn bằng tiếng Tàu thôi. Nên thôi bỏ đi vậy. Vâng, đây là ổ cắm Xiaomi. Ở đây ở trên này thì là nó có khắc chữ nổi giống hệt cái ở trên cái vỏ ấy luôn, hai cái giống hệt nhau, nó ghi thông số với ổ cắm này. Thì anh em có thể nhìn này, nó rất là xịn, mình nhìn nó thấy nó đẹp rồi. Cảm giác có cái gì đấy nó hơi giống đồ của Apple ấy, nó cái màu trắng này, những cái chi tiết này nhìn nó rất là đẹp. Đây có cái công tắc này, chắc là công tắc bật nguồn. Mình cũng chưa cắm thử đâu, nhưng mà có một cái là đây thì là cái để bọc ba cái chấu điện này. Ổ cắm này thì nó lại được làm là ổ cắm ba chấu, có nghĩa là nếu mà ở nhà mình dùng thường ổ cắm có hai chấu thôi, nên là anh em phải mua một cái chuyển từ ba chấu sang hai chấu thì cắm. Đây có ba cổng USB ở cuối này. Đấy, tóm lại nó cũng không phải là cái gì to tát lắm, nhưng mà mình thấy mua cái này dùng khá là tiện và cũng thấy có rất là nhiều người dùng rồi. Thì hôm nay mang đến với cả một cái nữa là ở Việt Nam ấy thì cũng có rất nhiều, cũng có, không phải rất nhiều đâu, hình như là có, cũng có hãng làm ổ cắm có cổng USB như là Liwa chẳng hạn này. Nhưng mà thực ra mình đánh giá thì Liwa đắt lắm, hàng Việt Nam, nhưng mà chả biết chất lượng có cao không, nhưng mà đắt. Trong khi đấy thì nhìn nó không được đẹp mắt lắm. Và trong khi tại sao lại chụp hàng Tàu, vì hàng Tàu vừa đẹp lại còn vừa rẻ nữa. Còn đâu chất lượng thì mình cũng chưa dùng, mình không biết, nhưng mà khả năng con này cũng khá là ok. Kích thước thì khá là nhỏ gọn, dây thì tương đối dài đấy. Cái này anh em mang đi du lịch hoặc mang đi đâu cũng được, rất là ok. Thì ở trong này thì mình cũng có nhiều bài đánh giá cái ổ cắm này rồi, thì tí nữa mình sẽ... À thôi mình nói luôn đây. Thì anh em có thể xem ảnh nhé, ảnh này mình lấy nguồn trên mạng. Thì nhìn cái bo mạch bên trong của Xiaomi nó rất là gọn gàng, nó khác hẳn với cái ông Liwa Việt Nam mình làm. Thì cái ổ cắm này thì mình nhắc lại là mình mua của Lazada là giá 175.000 và không được áp dụng code giảm giá, tại vì giá đã giảm khá là sâu rồi, nên là áp dụng nữa thì chết. Với cả một cái nữa là được vừa rồi thì mình không ở Hà Nội nữa, mình chuyển xuống Hạ Long ở, nên là chẳng có chỗ nào mua đồ cả, nên là mình toàn mua của Lazada thôi, và mình mua cũng nhiều lắm rồi. Thì có một cái là Lazada thì nó có một cái rất là hay là free ship toàn quốc, anh em có thể chọn sản phẩm bất kỳ đấy, trong đó chọn ship thì nó có ship tiêu chuẩn thì mất thêm phí này rồi, nhưng mà tùy sản phẩm nhé. Nếu mà đơn hàng của bạn có giá trị cao tầm triệu mấy 2 triệu thì nó sẽ free ship, còn đơn hàng kiểu như này 100-200 nghìn, thậm chí là vài chục nghìn thôi thì ship tiêu chuẩn thì sẽ mất phí. Còn nếu mà chọn ship tiết kiệm thì không mất phí, nhưng mà thời gian nó lâu hơn, mất từ 7 đến 10 ngày, nhưng mà thực ra là cũng không cần thiết lắm, nên anh em cứ chọn ship tiết kiệm để cho nó đỡ mất tiền đấy. Với cả một cái nữa là Xiaomi thì Lazada thì có cho đổi trả hàng, là anh em nhận hàng bóc ra kiểm tra, nếu mà cảm thấy không ok có thể trả lại ngay lập tức và không trả lại tiền, vì là mình chọn ý thức là mình nhận hàng thì mình mới trả tiền, nên là rất là hay. Với cả thứ hai là Lazada thì tháng nào họ cũng có cái code giảm giá 5%, 10%, thậm chí có những cái 15% hoặc là giảm 200.000, 500.000 gì đấy, thì anh em chịu khó tìm nhé. Thì có một cái mẹo mình hay dùng, đó là thực ra tìm những cái code giảm giá nhiều thì khó lắm, nên là có một cái kiểu lúc nào cũng được giảm 10%, đó là dành cho khách hàng mới. Thì là anh em cứ lập một cái nick xong rồi vào mua, xong
lần sau mà mua cái gì đấy nó giá trị tí thì lại lập một cái nick mới lại mua, thì như mình hay làm thế thì được giảm 10%. Nhưng mình cũng có đang đặt về một chiếc SD cam, thì mấy hôm nữa cái SD cam nó về thì mình sẽ làm một cái clip review cho anh em. Thế còn hiện tại thì đấy mình cũng chỉ nói với anh em là giới thiệu anh em ổ cắm thôi, rất là tốt. Anh em có thể mua về dùng nhé, và có ý kiến gì thắc mắc hay là hỏi gì thêm về cách mua hàng qua Lazada thì cứ comment dưới cho mình. Cảm ơn anh em.